Vô nhà kính cái nóng dễ sợ luôn. Lâu dữ mới thấy trời nắng đẹp vậy. Chào cả nhà. Hôm nay trời ấm dễ sợ luôn. Mình ra vườn trồng một ít su hào tím, su hào xanh, bắp cải tím, xà lách đủ loại. Với lại cái cải nồi trái tim các bạn. Thì có những cái rau thì mình ươm, có những rau mình mua. Cái nào mình ươm thì nó hơi ốm yếu. Nhưng mà khi mình trồng ra gặp thời tiết ấm mà nắng là nó mau lớn lắm. Thì đất thì mình chuẩn bị xong hết rồi thì mình chỉ trồng xuống thôi. Thì chỗ này thì mình trồng su hào tím với lại su hào xanh với bắp cải trái tim các bạn. Thì cái này cũng hơi dài ngày cho nên mình bỏ chút xíu bột xương với bột máu. Bữa nay thì chỗ mình hôm nay nó ấm quá trời luôn, lên tới 13 độ luôn á. Thì ban đêm thì 5-6 độ các bạn, nhưng mà mình coi thời tiết rồi thì ban đêm lạnh nhất á, là cũng 3-4 độ. Cho nên lúc này mình trồng những cái loại rau cải mà chịu lạnh là rất là tốt luôn. Giống như củ cải, rồi những bắp cải các loại, hay là su hào, cải thảo nè cũng được rồi, cải trà xậy, nhất là cải cái rổ. Hôm bữa mình trồng này chắc cũng 5 ngày rồi mà thấy nó phát rồi đó. Ở đây thì mình có một dĩ cải nồi trái tim. Cái này thì mình mua hạt mình ươm. Mình mua hạt ở vườn ươm người Hoa các bạn. Hay là cái ở đây thì cái mấy cái siêu thị Việt Nam hay siêu thị Tàu thì nó cũng bán những cái loại cây giống hay là hạt. Cây giống thì bây giờ chưa ha, nhưng mà hạt giống thì bây giờ bắt đầu nó bán rồi. Mướp hương đồ đây cũng có bán trong siêu thị luôn các bạn, nhất là Thi Hình Thi hay là cái Lucky á, có bán luôn. Cái này bữa hổm mình có trồng một lần, nhưng mà mình trồng lúc mà cái thời tiết nó chuyển lạnh quá cho nên bây giờ nó vẫn còn sống mà nó chưa có bắp. Cái này thì mình ươm hôm nay chắc cũng 3-4 tuần rồi đó. Mà không có nắng thành ra nó hơi bị yếu xìu. Xong rồi. Cái này là su hào tím nè. Cái su hào tím thì ở đây người ta cũng bán hạt. Chứ ít cái bán cây con đó các bạn. Su hào xanh thì nhiều lắm, nhưng mà su hào tím này thì ít ai bán cây con lắm, cho nên mình phải tự ươm. Hạt thì mình mua ở Home Depot, Walmart hay là cái vườn ươm người Hoa đều có bán hết. Năm nào mình cũng trồng su hào tím, nhất là mình trồng ở trên chậu á, nhìn nó rất là đẹp các bạn. Mới nắng được một xíu bắt giờ thấy chuyển mưa nữa rồi. Ở đây thì mình ngồi gần cái cây sóng âm á, để cho diệt ba cái, không phải là diệt mà là cho mấy con chuột hay con sóc nó sợ các bạn, ra lâu lâu nghe nó kêu. Mình thấy nó cũng hiệu quả lắm. Xong. Đây là cái dĩ su hào xanh, cái này mà mình mua á, bự dễ sợ không? Trồng ngay bên đó. Cây con mà bự như thế này mình trồng nó không có mất sức.
Su hào này thì mình trồng thưa một chút để cho nó có cái không gian với nắng nó xuống các bạn, thì nó mới cái củ nó mới bự, không thôi nó nhỏ xíu à. Với su hào này nó chịu cái chỗ nhiều nắng xíu, nhưng khi mình trồng ít nắng quá rồi các bạn nghe nói sao mà nó không có cái củ, nó không có bự nha. Rồi như mình trồng su hào rồi thì bây giờ đất này nó ẩm lắm cho nên mình không cần tưới. Thì mấy cái khung cái ăn trái này nè thì mình có 5 khung mà mình cũng trồng được 2 khung rồi, còn lại 3 khung nữa thì nay mình trồng hết luôn các bạn. Này là xà lách búp giòn. Cái này xà lách lá mà màu đỏ. Cái này là xà lách búp, cái loại mềm. Mùa này là cái thời điểm rất là thích hợp để mình trồng các loại xà lách đó các bạn. Thì nếu mà mình không có ươm trước á, thì mình có thể gieo từ bây giờ cũng được. Còn nếu mà mình ươm á trước thì mình trồng từ cây như vậy thì cái này cây nó lớn hơn. Còn nếu mà mình gieo á thì nhỏ nhỏ thì mình nó nhổ ăn cũng rất là dễ luôn. Mùa này thì mát mát mà mưa nhiều, ít nắng, rất là thích hợp cho trồng xà lách luôn đó các bạn. Với lại cải xanh rồi đó, những cái loại cải mà nó không có cần nhiều nắng lắm. Mà ông xã mình làm mấy cái khung mà trồng cây ăn trái như thế này cũng rất là tiện luôn. Mình vừa trồng rau rồi mình tưới nước, rồi mình có thể bỏ những cái phân hữu cơ hay là phân gà đó, thì vừa bón cho cái cây ăn trái rồi vừa trồng rau quả củ quả trên đây luôn, cũng rất là tiện lợi. À, cái khung này thì mình cũng xử lý xong rồi, mình trộn xíu phân gà vô thì mình trồng cái cải trắng Hàn Quốc. Cải trắng Hàn Quốc này thì nó cũng chịu lạnh các bạn, cũng nó cũng giống như cải thìa hay là cải hoa hồng vậy đó. Mà đặc biệt cái cải này thì mấy cái con sâu nó rất là thích ăn tại vì nó mềm lắm. Mà mình thì tận dụng trồng những cái loại rau này nặng cho nó mau phát triển, mình có thể thu hoạch sớm. Vậy 6 cây vừa đủ luôn. Rồi, còn một khung này nữa thì cái này thì mình trồng bắp cải tím. Cải tím này thì nó có hai loại, một loại thì nó ngắn ngày, một loại nó thì dài ngày các bạn. Hồi năm ngoái mình trồng cái loại dài ngày nó lên tới hình như tới 80 ngày, rất là lâu luôn. Hôm nay thì mình lựa cái này thì nó để 65 ngày, nhưng mà cũng không biết nữa, cho mình trồng đại vô đây. Tại vì chỗ này thì nó dụ như nó có lâu ngày nó cũng không bị chán đất. Nhưng khi mình trồng vô trong mấy cái khung á, xong mình muốn trồng cái gì khác hay khó lắm. Mình cũng thích trồng mấy cái loại bắp cải. Ở nhà mình trồng ăn rất là ngọt, mà đặc biệt á là nó chịu lạnh đó, cho nên mình trồng sớm được. Xong rồi. À, trồng ba loại xà lách vô trong cái ô tròn này các bạn. Cải trắng đại hàng, cải nồi tím, này su hào xanh, su hào tím với lại bắp cải trái tim.
Coi như bên nay mình trồng được một mớ rau cải bên ngoài. Thì bây giờ ở đây rất là ấm luôn, khoảng 13 độ các bạn. Thì mình coi thời tiết á, ban đêm từ 4 tới 6 độ, ban ngày từ 9 tới 14 độ. Thời tiết bắt đầu ấm dần lên rồi. Chắc chừng khoảng 1-2 tuần nữa là cái vườn của mình là đặt từ trong ra tới ngoài luôn á. Mong là thời tiết đừng có thay đổi, nếu mà nó xuống độ âm chừng 1-2 độ là coi như là những cái loại rau này là nó dừng lại, còn những cái thì nó quéo nó hư luôn đó các bạn. Nhưng mà mình coi thời tiết 2 tuần tới thì nó không có độ âm, mong là thời tiết ổn định như vậy. Thôi đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye.